đến với kênh vlog của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một video về nghề lặn. Thì trong đợt bùng phát dịch lần này thì nghề lặn biển ở quê mình bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ảnh hưởng như thế nào thì hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình rõ cho mọi người xem nha. Rồi mời mọi người cùng theo dõi chuyến lặn biển này cùng với mình nha. Khi ăn sáng xong giờ cũng đã đến điểm lặn rồi mọi người. Bây giờ mấy chú và mấy anh thợ lặn sẽ chuẩn bị đồ đạc rồi nhảy ca lặn đầu tiên nha. Chuyến lặn biển hôm nay có 12 thợ lặn nha mọi người. Chuẩn bị cũng sắp xong rồi. Đây là dụng cụ dùng để lặn nè mọi người. Máng chì này rất là nặng nha. Mười mấy ký dùng để mình đeo vào nặng để mình dễ di chuyển dưới nước á. Rồi cái thứ hai là cái dây dẫn khí oxy. Dẫn khí này là nó bơm oxy trực tiếp liên tục nha. Mình sẽ dùng để mình ngậm, mình thở bằng miệng nha mọi người. Rồi trang bị thêm gương lặn nè, bao tay với cái móc nữa, móc sò nữa. Để mình lấy cho mọi người xem. Đây là cái móc dùng để lấy sò nè mọi người nè. Mình sẽ rửa gương bằng xà bông giữa chén với một ít chanh này để gương cho nó trong á. Thì lặn chủ yếu là đặc biệt là cái tầm nhìn nha mọi người. Lặn có hiệu quả hay không là nhờ tầm nhìn á, cho nên cái gương này rất là quan trọng nha. Trên ghe sẽ có mấy em bạn kéo nè mọi người. Thì mấy em sẽ có nhiệm vụ trông coi và sắp xếp cái đường dây dẫn khí oxy này nha. Rồi hỗ trợ mấy anh thợ lặn lúc ngồi lên mặt nước và lúc về sò đó mọi người. Đó, dây rất là dễ dối nè mọi người nè. Vì mấy anh di chuyển liên tục mà. Kinh nghiệm không có mọi người à. Giờ cường nhảy xuống để luồn dây qua chân vịt nè mọi người nè. Nhiều lúc dây mà vướng quá cũng phải leo lên trên đỉnh để mà quăng dây qua mọi người à. Công việc này thực sự rất là quan trọng nha mọi người. Vì nếu có sự cố gì là mấy em sẽ hỗ trợ những anh thợ lặn liền. Rồi khi nào em biết bạn lặn người ta muốn lên? Đó, người ta băng dây rồi á. À, giật dây. À, giật dây á. Là người ta chờ. Hôm nay mấy anh thợ lặn sẽ lặn ở độ sâu khoảng 10 mét. Và chủ yếu sẽ bắt con ngao trọt này nha.
Đây là cách mấy anh thợ lặn lấy ngao này mọi người. Còn đây là lỗ thở của con ngao nè, dấu hiệu nhận biết để mình dễ bắt nó. Thêm một lỗ nữa, hai con. Cái dây ống này mình không thể cảo được. Đây là cái dây đá dùng để cho mấy anh em thợ lặn cột sò để kéo lên nè mọi người nè. Mấy anh cột xong thì sẽ giật dây rồi dùng cảo này cảo lên. Giật sò như thế này sẽ có một dấu dây màu khác nhau nha, để nhận biết sò của ai nè mọi người nè. Đây là ngao tròn nè mọi người, để mình đập ra thử một con cho mọi người xem nha. Rất là chắc luôn nè. Thì mỗi ký ngao như thế này chỉ có giá 7.000 đồng thôi nha. Lặn cực khổ móc từng con sò như vậy mà giá chỉ có 7.000 thôi mọi người à. Rất là dễ luôn. Bây giờ các mặt hàng ngao sò ở quê của mình là không còn ai nhận nữa nha mọi người. Có nhận thì giá cũng rất là dễ, vì dịch bệnh là chợ mối là ngưng hết rồi. Con ngao chọt này ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà thú thật với mọi người là đa số người ta mua về để xay cho tôm ăn. Thì đó, anh chị mà có định kiến thì mình cũng chấp nhận thôi. Vì dịch bệnh và nước mờ, mấy anh thợ lặn cũng thất nghiệp mấy tháng nay rồi. Trên vai còn gia đình, vợ con nữa. Cho nên bán giá dễ mà một ngày đi kiếm được 200-300 ngàn để trang trải cuộc sống thì cũng cố gắng thôi mọi người à. Cũng mong mọi người hiểu nha. Mỗi chuyến lặn có 2 ca nha mọi người. 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Thì sau khi lặn một ca xong, mấy anh sẽ ngồi lên nghỉ ngơi tầm 10 đến 15 phút, nên hút một điếu thuốc cho đỡ lạnh hay là ăn cho đỡ đói á, rồi tiếp tục công việc nha mọi người. Lặn dưới đáy biển sâu á, áp lực nước lớn lắm mọi người, cho nên nhanh đói bụng lắm, ăn miếng có sức lặn tiếp.
vừa bão mà vừa dịch nữa mọi người à, không biết sống sao luôn á. Bây giờ cố gắng nhảy thêm, lặn thêm một xíu nữa rồi bắt đầu vô bờ nha mọi người. Tắm nước ngọt và thay áo khô vô để cho bớt lạnh, ngâm dưới nước mấy tiếng đồng hồ. Giờ bác Năm chạy ghe vào bờ luôn mọi người. Chạy vào đây bỏ sò vào để vận chuyển đi chỗ khác, rồi chạy ra ngoài bến khác đậu. Mấy chú khiêng sò lên căng nè mọi người nè. Kênh để theo
theo dõi những video mới nhất của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video mới nhất của mình.